Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi số 33, chuyện sống hòa hợp. Tiền thân Samudra Mana. Khi chung sống hòa hợp. Câu chuyện này khi ở tại vườn cây bàn gần Ca Tỳ La Vệ, bậc đạo sư đã kể về việc tranh cãi nhau vì cái gối. Câu chuyện sẽ được trình bày trong tiền thân Kunala số 536. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư bảo các bà con: Này các đại dương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các loài thú khi sống hòa hợp đã chiến thắng được kẻ thù, còn khi sống bất hòa đã bị nạn diệt vong lớn. Theo lời yêu cầu của các hoàng tộc bà con, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm con chim cung cúc đầu đàn, được vây quanh với hàng ngàn chim cung cúc sống ở trong rừng. Lúc bấy giờ, một thợ săn chim đi đến vùng cung cúc, nhờ bắt chước tiếng kêu của loài cung cúc, kẻ ấy biết được chỗ tụ tập của đàn chim. Người thợ săn liền quăng lưới lên trên đàn chim, chặn lại các đường viền, tóm tất cả đàn chim cúc thành một mối, bỏ vào giỏ đi về nhà, đem bán và nuôi sống với số tiền ấy. Một hôm, Bồ Tát nói với các con chim cung cúc: Người thợ săn chim này giết hại nhiều bà con chúng ta. Nay ta có một phương kế khiến kẻ ấy không thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi kẻ ấy vừa quăng lưới lên trên đầu các ngươi, mỗi một chim cúc chui đầu vào một lỗ của lưới, nhấc bổng lưới lên, mang lưới đến chỗ các ngươi muốn và hạ xuống trên một bụi gai. Làm như vậy, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi nhiều mẻ lưới. Tất cả chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quăng trên đàn chim, chúng liền nhấc bổng lưới lên như lời Bồ Tát dặn và thả xuống trên một bụi gai, rồi trốn thoát theo ngã phía dưới. Người thợ săn chim đang còn gỡ lưới khỏi bụi gai thì trời đã xế chiều, nên đi về với tay không. Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cung cúc đều làm như vậy. Người thợ săn chim cứ loay hoay cho đến khi mặt trời lặn, chỉ lo gỡ lưới, không bắt được gì và đi về nhà tay không. Người vợ tức giận nói: Ngày lấy ngày, ông về hai tay không? Tôi nghĩ rằng có lẽ ông có một chỗ nuôi dưỡng khác. Người thợ săn chim nói: Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác, nhưng các con chim cung cúc sống hòa hợp với nhau, chúng mang đi lưới của ta quăng và thả xuống một bụi gai rồi bỏ đi. Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sống hòa hợp được. Bà chớ lo, khi chúng tranh cãi nhau, lúc ấy ta sẽ bắt gọn tất cả chúng. Nụ cười sẽ nở trên môi bà. Rồi kẻ ấy nói lên bài kệ với người vợ: Khi chúng sống hòa hợp, các chim mang lưới đi. Khi chúng tranh cãi nhau, chúng rơi vào tay ta. Vài ngày trôi qua, khi một con chim cung cúc đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước trên đầu một con chim khác, chim ấy tức giận nói: Ai bước trên đầu ta? Chính tôi vô ý bước, đừng giận tôi. Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi mới nhấc bổng lưới lên chăng? Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ Tát suy nghĩ: Khi tranh cãi nhau thì không có an toàn. Nay bọn chim sẽ không nhấc bổng lưới lên nữa, do vậy bọn cung cúc sẽ gặp đại nạn. Người thợ săn chim sẽ nắm được cơ hội. Ta sẽ không sống ở chỗ này nữa. Rồi Bồ Tát đem đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người thợ săn chim lại đến, sau một vài ngày, bắt chước giọng chim cung cúc và quăng lưới lên trên chỗ chúng đang tụ họp. Một con chim cung cúc nói: Nghe nói khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống, vậy nay hãy nhấc bổng lên. Một con chim khác nói: Nghe nói khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi xuống, vậy hãy nhấc bổng lên. Như vậy, khi đàn cung cúc đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim nhấc bổng lưới lên, bắt tất cả đàn chim nhét đầy vào trong một cái giỏ, đem về nhà và hy vọng đem lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ. Bậc đạo sư nói: Như vậy thưa đại dương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn gốc diệt vong. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con chim cung cúc vô trí là Đề Bà Đạt Đa, còn con chim cung cúc có trí là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说